Audio Jungle. Audio Jungle. Mình là Yến Nhi, hiện tại mình đang kinh doanh cái Counter Bar ở quận 1. Thì hôm nay mình đến tham gia các khóa học Google AdWords nâng cao của thầy Nghĩa. Thực sự là trong 2 ngày vừa rồi, thời gian rất ngắn, nhưng mà thầy Nghĩa đã mở cho mình được cái Google AdWords, những cái cơ bản nhất cũng như là những cái mà mình thắc mắc và nâng cao. Giống như mình đang coi một cái video thì mình rất là thắc mắc tại sao những cái nhãn hiệu nổi tiếng như Samsung nó lại nhảy vào quảng cáo mà mình đang coi các ngày như vậy. Thì thực sự là thầy Nghĩa đã hướng dẫn rất là chi tiết, thì mình rất là cảm ơn cái điều đó, và mình cũng hy vọng là cái thương hiệu của mình cũng sẽ bước vào cái những cái chương trình mà những cái thương hiệu khác nó đang làm như thế, và hy vọng là cái việc quảng cáo đó nó sẽ hiệu quả. Rất cảm ơn thầy Nghĩa. Cái mảng quảng cáo của Google áp dụng cho những doanh nghiệp ngoài những qua lớp học thấy được cái chiến lược tổng thể.